Minh Đường Tử vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ hai ngày mùng 3 tháng 5 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 22 tháng 3 năm Tân Sửu ngày này là ngày Tân Hợi tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo các giờ Hoàng Đạo trong ngày như giờ Kỵ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bạo Quang giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Cao Trận, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thoa xuyến kim, ngày tân hợi, tức can sinh chi, nghĩa là kim sinh cho thủy. Và hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm, thoa xuyến kim, kỷ tuổi, ất tỵ, kỷ tỵ, ngày thổ hành kim khác với hành mộc, đặc biệt là tuổi, kỷ hợi nhờ kim khác mà được lợi. Ngày hợi lục hợp với dần, tam hợp với mão và mùi, thành mộc cục, xung với tỵ, hình hợi, hại thân, phá dần và tuyệt ngọ. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi ất tỵ, kỷ tỵ, ất hợi, tuổi xung trong tháng, tuổi bính tuất, giáp tuất bính dần. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên thành, tốt mọi việc, sao cát khánh, tốt mọi việc, sao tuế hợp, tốt mọi việc, sao mạo thương, tốt về cầu tài lộc, khai tương, mở kho, sao ngọc đường hoàng đạo, tốt mọi việc, sao thiên ân, tốt mọi việc, và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao. Kim thần thất sát. Sao sáu trong ngày gồm có sao thụ tử, sáu mọi việc từ săn bắt, sao địa tặc, sáu đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ, xuất hành, sao thổ cẩm. kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, Hị thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Tây Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày mùng 3 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày mùng 3 tháng 5 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Tý nhờ có được tam hội phù trợ mà bạn tuổi Tý cái thời điểm này nghe được những lời khuyên chí lý từ sự góp ý của bạn bè người thân có thể với bạn tuổi Tý chưa tìm được hướng đi cho bản thân mình trong thời kỳ này nhưng điều mà bạn có được là tình cảm của mọi người dành cho bạn với bạn tuổi Tý bất chấp sự hồ nghi căng thẳng trong lòng mình trong ngày khi bạn đang gặp ngày có thiên quan gây họa, bạn tuổi tí hãy cố gắng cởi mở trái tim mình và giúp đỡ cho những người đang cần đến bạn. Chính cái điều này sẽ giúp cho bạn có thể có được những vận may trong cuộc sống nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi tí lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này nhắc nhở bạn mạnh nên quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của bản thân mình. Có thể với bạn tuổi tí đang làm việc quá sức hoặc là thường xuyên thức khuya để xem phim hoặc là ăn uống không đủ bữa, bạn cần phải nghiêm khắc hơn trong việc tuân thủ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để tăng cường sức khỏe cho mình về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim học hỏi nhiều mang lại cho bạn sự hiểu biết nhiều hơn Từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy quan hệ xã giao được tốt đẹp nhờ sự lắng nghe và thấu hiểu Từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa bạn nên hạn chế sử dụng các thiết bị công nghệ ảnh hưởng tới sức khỏe từ vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ đừng có để cho thời gian giỏi làm những việc lãng phí năng lượng từ vi tuổi nham tí thuộc mệnh mộc tình cảm anh em gia đình có được sự hài hòa như ý về đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 36, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu tím quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi hợi Từ vi tuổi Sửu thứ hai ngày mùng 3 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay nhân khi có tam hội phù trợ cho nên bạn tuổi Sửu có thể tận dụng thời gian này để giải thích cho ai đó hiểu rõ về tình hình của bạn. Và lúc này họ sẽ lắng nghe hơn là thông cảm cho bạn nữa. Nếu như bạn tuổi Sửu đủ bình tâm trở lại thì cả hai đủ hiểu và thậm chí còn tâm sự chia sẻ với nhau nhiều hơn nữa. Trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày có thực thần ghé thăm. Cái điều này làm cho bạn tuổi Sửu bạn chính là người đem đến không khí hòa bình, thoải mái cho mọi người liên quan tới bạn trong ngày hôm nay. Bạn đừng có dùng sức mạnh cơ bắp để khẳng định bất cứ điều gì, cái quan trọng là sự hài hước, vui vẻ và tinh tế trong cách cư xử, ứng xử từng tình huống một, vậy là đủ rồi. Và với bạn tuổi Sửu á, cái điều duy nhất mà bạn cần phải chú ý trong cái thời điểm này chính là sự thận trọng. Nếu không, bạn sẽ bộ lỡ điều gì đó hết sức giá trị với mình. Bạn cần phải lắng nghe những thông điệp mà cuộc sống mách bảo, bạn sẽ thấy có thêm những thứ thật sự là thú vị cho mình về từ vi tuổi ất xỉu thuộc mệnh kim, bạn phải tìm cách để làm chủ được suy nghĩ của mình. Từ vi tuổi đinh xỉu thuộc mệnh thủy, buông bỏ kỳ vọng, tìm cách làm mọi thứ tốt nhất khi mà bạn chỉ có một lựa chọn. Từ vi tuổi kỷ xỉu thuộc mệnh hỏa, có dấu hiệu tốt lành cho những kế hoạch của bạn sớm được hoàn thành. Từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ, tinh thần vui vẻ mang lại nhiều động lực mới cho cuộc sống. Từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, tránh đối mặt với thị phi của người khác, đừng lo lắng quá mức việc không phải là của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao con số may mắn số 22, số 78, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi tí. Từ vi tuổi dần thứ hai ngày mùng 3 tháng 5 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dần xem tử vi cho thấy bạn tuổi dần nhờ có được lục hợp quý nhân chia trở cho nên với bạn tuổi dần trong ngày hôm nay có được không khí gia đình trở nên cởi mở vui vẻ hòa nhã hơn thậm chí mọi người cùng nhau chia sẻ những sở thích của mình không chút e ngại gì với bạn tuổi dần có những người còn nhận ra có nhiều điểm chung và hào hứng nói chuyện về một đam mê nào đó của họ nữa và với bà tuổi dần trong ngày thứ hai này cái điều bất ngờ thú vị nào đó do chính ấn chiếu mệnh đưa tới cho bạn trong ngày hôm nay chúng sẽ dạy cho bạn làm thế nào để có thể bớt đi sự cứng nhắc và bạn cần phải cố gắng để tiếp thu học hỏi thay vì khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình nhờ thế mà bạn sẽ thực sự trưởng thành hơn rất nhiều Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi dần cũng đang gặp được ngày có mộc sinh cho thủy vượng. Cái điều này cho thấy về tình hình sức khỏe của bạn đang rất tốt, nhất là ai đó đang bị ốm có được cơ hội để hồi sức. Những ai chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao nhận được kết quả thay đổi rõ rệt hơn hẳn so với thời gian trước đây. Về từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, bạn luôn bận rộn nhưng làm cả ngày không hết việc là do thiếu kế hoạch. Từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa cần kiên trì, tránh mong đợi điều gì đến quá nhanh và chúng ra đi cũng nhanh. Từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ có người động viên giúp bạn cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống. Từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc hãy đầu tư thêm thời gian để phát triển bản thân mình nhau nhanh hơn. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim bạn có được niềm tin từ một người có kinh nghiệm uy tín về đánh giá của ba tuổi dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 34, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thân. tử vi tuổi mão thứ hai ngày mùng 3 tháng 5 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi mão xem tử vi cho thấy với bà tuổi mão đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ cái điều này làm cho bạn tuổi hợi đang có được cơ hội hâm nóng đời sống tình cảm của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu như một mối quan hệ nào đó đã không được quan tâm, chú ý suốt thời gian qua thì đây là lúc để cho bạn thay đổi tình hình nữa. Một chút nhiệt thành, một chút nỗ lực sẽ giúp thay đổi tình thế. Đừng có quên điều đó bạn tuổi mão. Trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi mão lại đang gặp được ngày có thiên án chiếu mệnh giúp đỡ cho bạn. Làm cho bạn biến những điều đơn giản cũng trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Đặc biệt là với nghệ thuật giao tiếp là điều mà bạn tuổi mạo cần phải lưu tâm nhất trong ngày hôm nay. Đừng có quên nó là công cụ để bạn tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Ngày này ạ. Với bạn tuổi mão cũng đang gặp được ngày của ngũ hành tương sinh, cho thấy bản mệnh tuổi mão đang có được sự khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và có thể sau một giấc ngủ sau bạn sẽ cảm thấy tỉnh táo hơn và có thể đưa ra được quyết định chính xác nữa về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy có điểm báo hao tài tốn của cần phải quản lý về tài chính tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa cần đề phòng và chớ vội tin vào những đối tượng mới gặp lần đầu kẹo lại mất tiền oan tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ được cấp trên đánh giá cao về thái độ nghiêm túc và nỗ lực tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc tình cảm có chuyển biến tích cực Hạnh phúc nằm trong tầm tay từ vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim nên tự tin phát huy điểm mạnh của bản thân một cách khiêm tốn vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này sự nghiệp 5 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 22 số 90 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu bạc quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Thìn tử vi tuổi Thìn thứ hai ngày mùng 3 tháng 5 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn xem từ vi cho thấy bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cái điều này đẩy bạn tuổi Thìn vào những rắc Rối thế nhưng bạn vẫn có thể thoát khỏi ra những mâu thuẫn bất đồng một cách dễ dàng cái điều quan trọng là với bà Tử Thìn áp dụng sự khéo léo nhất định trong cách ứng xử thay vì khăng khăng tuân thủ một cách quy tắc lối mòn cụ ký nào đó. Và trong cái vận trình ngày thứ hai này với bà Tử Thìn lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn Tử Thìn không được đảm bảo cho lắm, có thể vì thời gian này bạn cảm thấy sợ chết bực tức ở trong người nên ăn uống không ngôn miệng, không muốn làm gì. Lúc này với bà tuổi thìn nên dành thời gian để nghỉ ngơi, chọn loại đồ ăn uống thích hợp hơn là có ăn món gì đó cho qua bữa. Và xem tử vi cho thấy hôm nay với bà tuổi thìn không nên trị bệnh ở tim, do đó bản mệnh không nên tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay về từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa cần phải có sự quyết đoán và dứt khoát hơn trong công việc từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ nên sớm xác định mục tiêu và con đường để đi thay vì vô định như hiện tại từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc đừng có lo lắng rằng mình sẽ mắc sai lầm có sai thì mới có trưởng thành. Từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, nỗ lực về tình cảm, dần nhận được sự đềm đáp xứng đáng. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, tìm cách kéo gần khoảng cách với nửa kia, tình cảm khó kìm nén. Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 2, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Tỵ, thứ hai, ngày mùng 3 tháng 5 năm 2021 Vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Tỵ xem tử vi cho thấy với bà tuổi Tỵ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi, cho nên cuộc sống của bạn tuổi Tỵ lúc này có nhiều điều không được vui vẻ, thoải mái cho lắm. Bạn tuổi Tỵ hôm nay nhất định phải để ý tới lời ăn tiếng nói của mình, chớ nên thích gì là nói nấy, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn Tử Tỵ cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, nhắc nhở bạn Tử Tỵ cần phải giữ những lựa chọn của mình trong tinh thần linh ho linh hoạt, mềm dẻo, đó là chìa khóa của bạn trong ngày hôm nay. Đừng có ép buộc bản thân mình vào bất cứ một quyết định cứng nhắc nào đó, nếu không bạn sẽ cảm thấy hối tiếc về sau này. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn Tử Tỵ lại đang gặp ngày có Thủy Hỏa xung khác cái điều này sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn, nhất là đối với những ai đang để cho lịch trình của mình bị đảo lộn vì những việc làm thiếu đi kế hoạch. Dù bạn làm việc ở nhà, bạn cũng cần phải cố gắng tuân thủ giờ giấc như bạn đang đi làm vậy. Về từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa có quý nhân giúp đỡ công việc được thuận lợi. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ nên nắm bắt cơ hội phát triển khi nó đến do dự sẽ khiến cho bạn phải hối hận từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc có động lực để thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ từ lâu từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim cần phải tận dụng cơ hội để nhanh chóng phát tài từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy sức khỏe không ổn định dễ cảm thấy bức bối khó chịu vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 5 số 9 giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cá tường màu đỏ màu tím quý nhân phù trợ tuổi Dậu tuổi Sửu tuổi Thân Từ vi tuổi ngọ thứ hai ngày mùng 3 tháng 5 năm 2021 Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi ngọ, xem tử vi cho thấy bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, nhắc nhở bạn tuổi ngọ không nên lo lắng về việc không thể xảy ra. Bạn cần phải tự tin vào năng lực của mình và thể hiện tốt nhất những gì mà bạn đang có thay vì ngại ngần với sự đối đầu, chinh chín. Chỉ cần bạn tự tin thì bạn đã chiến thắng được một phần rồi. Và trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi ngọ, cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc cho thấy sự trái ngược giữa lời nói và hành động của ai đó ngày càng lớn và khiến cho bạn không khỏi bối rối. Và nếu như bạn tử ngọa cảm thấy băn khoăn thì tại sao không lên tiếng đặt câu hỏi và lắng nghe những chia sẻ của họ hẳn là họ có lý do của họ nữa. Trong ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Vài từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim có sự hiếu thắng, chủ quan sẽ đưa ra những quyết định vội vàng. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy thích làm theo ý của mình, bỏ ngoài tai những lời góp ý của người khác. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa họ, nên học cách lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người, từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ tài chính có khởi sắc nhờ nỗ lực bấy lâu, từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc không nên xuất hành khai trương, di chuyển trong ngày hôm nay. Vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 23, số 78, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi thứ hai ngày mùng 3 tháng 5 năm 2021 Vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi mùi, xem tử vi cho thấy bà tuổi mùi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, hợi mão mùi phù trợ, cho nên hỗ trợ rất nhiều cho tình cảm lứa đôi trong giai đoạn này. Và nếu các cặp vợ chồng có nhiều thời gian hơn thì nhớ hãy tìm cách chăm lo cho gia đình, hài hòa tình cảm đôi bên thì con trẻ trong nhà cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ hơn rất nhiều bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi mùi bạn đang gặp được ngày của thực thần giúp sức cho nên với bạn tuổi mùi nên ban phát may mắn của mình ra cho mọi người bạn nên chú ý tới điều mà người bạn nào đó chia sẻ dường như họ đang mong đợi sự hỗ trợ giúp đỡ từ phía bạn ai cũng có những lúc khó khăn phải cần tới sự trợ giúp đúng không bạn tuổi mùi ngày này bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày của thổ thủy xung khắc cái điều này lại không tốt cho các quyết định liên quan tới vấn đề tiền bạc của bạn trong ngày, do đó bạn nhất định phải cẩn trọng nhất là đối với những ai đưa ra lời khuyên thú vị liên quan tới khoản tiền đầu tư, lời lãi lớn nhưng lại thiếu đi cơ sở. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, tình duyên được vượng sắc, có nhiều cơ hội kết đôi. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, sức khỏe xa suốt tránh làm việc quá sức. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và tình cảm. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ tránh trông đợi vào điều gì quá vẹn vong. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc nếu ai đó tiết lộ bí mật nhớ giữ kiến cho họ. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 78, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ. Ừ, vi tuổi thân thứ hai ngày mùng 3 tháng 5 năm 2021 Vạn trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thân xem tử vi cho thấy bạn tuổi thân đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi và đây là dấu hiệu không tốt cho bạn tuổi thân khi bạn muốn bày tỏa suy nghĩ của mình vào lúc này và dù sao những suy nghĩ của bạn chỉ mang tính chất cá nhân bạn nên xem xét thêm trước khi nói ra điều gì đó trong ngày này, với bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày có chính tài nâng đỡ cho nên với bạn đang có được cơ hội để cải thiện về tình hình tài chính của mình. Có thể với bạn tuổi thân, bạn được ai đó hoặc là người thân trong gia đình hỗ trợ vấn đề liên quan tới tiền bạc, thậm chí dù đó là khoản nhỏ nhưng rất đáng quý, đáng trân trọng vào thời điểm này với bạn. Và ngày này với bạn tuổi thân, theo tử Vi tôi thấy, hôm nay là ngày 6, kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi hay là sửa chữa, cất nhà. Vì vậy nếu không có công việc cần thiết thì bạn nên lùi công việc này sang ngày hôm sau. Và bạn cũng nên chú ý, nếu như có công việc cấp thiết phải đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Nam và tài thần, hướng Tây Nam để tăng thêm sự may mắn cho mình về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy tài lộc được khởi sắc có một số tín hiệu đáng mừng, từ vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa nên dụng cảm thử sức ở những lĩnh vực mới, mở rộng quy mô kinh doanh, từ vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ cần phải có kế hoạch về tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm, từ vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc không nên tiến hành những công việc trọng đại hay là xuất hành đi xa trong ngày hôm nay, từ vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim nên có chế độ rèn luyện cơ thể thường xuyên hơn. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số số 89, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Mùi. từ vi tuổi dậu thứ hai ngày mùng 3 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dậu đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Đây là dấu hiệu tốt, có thể nói là phao cứu sinh cho bạn tuổi dậu trong giai đoạn khó khăn hiện tại. Khi có ai đó hỗ trợ bạn một khoản tiền hoặc là một món quà có giá trị về tiền bạc hoặc là về tinh thần không có điều gì quý giá hơn khi bạn được giúp vào lúc bản thân mình cảm thấy hoang mang như hiện tại vì thế bạn nhớ cần phải bày tỏ lời cảm ơn với họ Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với ban tuổi dậu lại đang gặp được ngày có kim sinh cho Thủy Vượng, hỗ trợ cho những ai đang muốn cải thiện mối quan hệ hiện tại, nhất là đối với những cặp đôi đang muốn hóa giải những sự căng thẳng, mâu thuẫn trước đây và một số người độc thân có được cơ hội tìm được người phù hợp và mang lại cho bạn niềm hy vọng mới và xem tử vi cho thấy hôm nay không phải là ngày tốt vì vậy bạn nên kiên cử những việc như là khởi công tạo tác chôn cất sửa đắp về mồ mã đóng thọ đường hay là xuất hành đi xa nếu như có công việc cần thiết phải đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần và tài thần hướng Tây Nam để có được sự may mắn cho mình về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy những điều giản đơn trong cuộc sống chính là hạnh phúc mà bạn cần phải nắm giữ Từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa bạn tự tin hơn và lập kế hoạch cụ thể cho tương lai tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ nhận được lời khuyên chí lý của người có kinh nghiệm tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc tránh chi tiền vào việc không đầu tư cho tương lai chỉ thỏa mãn sở thích cá nhân nhất thời, từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim đừng có vội đưa ra bất cứ nhận định nào khi chưa rõ ràng. Và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 3 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 3 sao, con số may mắn, số 45, số 90, giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cáp tường, màu bạc, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi xỉu. Từ vi tuổi tuất thứ hai ngày mùng 3 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi cho thấy trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi tuất đang có điểm báo sẽ gặp rắc rối do thương quan chiếu mệnh gây ra khiến cho bạn tuổi tuất cảm thấy vô cùng thất vọng và chán nản. Tuy nhiên bạn nên có thái độ tích cực và vui vẻ hơn nhờ thế mà bạn sẽ áp thấy mọi thứ đi qua một cách dễ dàng hơn rất nhiều đừng có trầm trọng hóa vấn đề nhất là khi bạn không buộc lòng phải làm những như thế bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi tuất cũng đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc nhắc nhở bạn mệnh tuổi tuất nên cẩn trọng với các quyết định liên quan tới vấn đề về tiền bạc và bạn có thể tưởng rằng mình đủ thông thái và tự tin nhưng tình hình hiện tại luôn khó đoán trước vì thế bạn đừng có cố đoán già đoán non kẻo lại mất tiền lúc nào không hay và theo hải thượng là ông hôm nay là ngày 22 âm lịch nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân mép tóc mắt cá ngoài chân. Vì vậy với bạn tuổi Tuất nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Về từ vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, sự tự tin thái quá của bạn có thể dẫn đến sai lầm. Từ vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, tránh bao đồng, lô toan việc không liên quan tới mình. Từ vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, ghi nhận công sức của người khác một cách phù hợp. Từ vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, nói lời thì bạn nhất định phải giữ lấy lời, đừng có hứa cho vui. Từ vi tuổi nham tuất thuộc mệnh thủy, bạn đang thiếu đi niềm tin về điều gì đó không có cơ sở. Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 17, số 89, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi hợi thứ hai ngày mùng 3 tháng 5 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi hợi diêm tử vi cho thấy bạn tuổi hợi đang gặp ngày có cục diện hợi hợi tự hình cho nên với bà tuổi hợi đang có xu hướng suy diện về mọi chuyện đang diễn ra trong ngày hôm nay và nếu như bạn không kiểm soát tốt cảm xúc của mình thì sẽ có xu hướng giận hờn và nóng nảy vô cớ nữa sức mạnh nào đó sẽ được trao vào tay cho bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay khi bạn đang có được chính quan hỗ trợ Tuy nhiên, với bạn tuổi hỏi, bạn hãy học cách sử dụng chúng một cách thận trọng thay vì bừa bãi. Khiêm tốn là cách để cho bạn trưởng thành hơn trong cuộc sống. Bạn hãy lắng nghe và hãy đón nhận nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có thủy khí vượng. Cái điều này sẽ không tốt cho những ai đang cố cải thiện về sức khỏe của mình không đúng cách. Ví dụ như bạn muốn khỏe mạnh bằng việc uống nhiều thuốc bổ hoặc là mê tín khi tìm cách chữa bệnh bằng những việc thiếu cơ sở khoa học về từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, cân nhắc cẩn thận với các lựa chọn của mình từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ lời khuyên của ai đó chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi từ vi tuổi kỵ hợi thuộc mệnh mộc cân nhắc quá nhiều nhưng phải có cơ sở tránh bị tốn thời gian vô ích từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim hãy ghi nhận công sức của ai đó đang hỗ trợ cho bạn từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy có thể tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm đi trước về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 23 số 87 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu cam màu hồng quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi mùi cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tích like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại